quý vị và các bạn, chuyển đổi số thư viện trường học là việc áp dụng công nghệ thông tin xây dựng, phát triển nền tảng số, đồng thời tích hợp, kết nối liên thông chia sẻ cơ sở dữ liệu mọi lúc mọi nơi. Đối với trường học, việc chuyển đổi số thư viện không chỉ giúp học sinh, giáo viên tiếp cận với xu thế công nghệ mới mà còn tạo môi trường đọc, tiếp nhận thông tin hiện đại, thông minh, tiện lợi hơn. Thời gian qua, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố xác định đẩy mạnh chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành, qua đó góp phần tạo nên môi trường học tập đa dạng, phong phú, hấp dẫn, mang tính tương tác cao, đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Cùng với đó, thực hiện thông tư số 16 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 22 tháng 11 năm 2022, ban hành quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục và mầm non, quy định về việc sử dụng các phần mềm quản lý thư viện. Các trường trên địa bàn thành phố đã xây dựng triển khai hệ thống quản lý thư viện trường học trực tuyến với nhiều chức năng, nhiều dịch vụ đa dạng nhằm đáp ứng nhu cầu dạy và học của giáo viên, học sinh. Đây là một tiết học tại trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh. Không bảng đen, phấn trắng, thầy cô tại đây sử dụng phần mềm dạy học đa phương tiện để thực hiện bài giảng. Thiết bị dạy học số được sử dụng như video clip, các phần mềm mô phỏng thí nghiệm ảo. Các thiết bị thí nghiệm thực hành được kết nối và có thể tương tác được trên máy tính hoặc máy tính bảng. Các trò chơi trắc nghiệm liên quan đến bài học, các thiết bị dạy học số nêu trên được các thầy cô giáo nhà trường thiết kế phù hợp với đối tượng học sinh và được sử dụng trong một hoạt động dạy học của giáo viên ngay trên lớp, hoặc dùng để giao bài tập về nhà hay kiểm tra sự chuẩn bị bài mới của học sinh trước khi đến lớp. Nhà trường có cái trang là thư viện điện tử đã giúp ích chúng tôi rất là nhiều trong cái quá trình giảng dạy của mình. Ở trang thư viện điện tử này thì có thể nói đây chính là một cái nguồn cung cấp thông tin cho không chỉ giáo viên mà còn học sinh. Đó là một nguồn cung cấp thông tin vô cùng phong phú và đa dạng. Ở đây có tất cả tập hợp tất cả các môn này, rồi có cả các hoạt động giáo dục của nhà trường. Đồng thời thì còn có cả e-book, rồi sách nói hay là bài giảng e-learning nữa. Chúng tôi có thể lên đây để chúng tôi khai thác và tìm kiếm. Thế còn về phía học sinh, khi chúng tôi truyền đạt những thông tin trên lớp rồi thì chúng tôi còn có nhắc lại với các em rằng là trong cái quá trình giảng dạy như thế đấy, thế thì có cái phần nào mà các em chưa hiểu thì các em có thể vào truy cập thư viện điện tử của nhà trường, và ở đó thì các thầy cô cũng đã gửi các bài giảng của mình lên đấy. Các em có thể sâu chuỗi lại hết những cái thông tin qua cái thư viện điện tử bài giảng đó, thì được học sinh cũng rất là hứng thú. Thư viện trường nhưng lại có tới hàng nghìn bản sách phục vụ độc giả. Điều tưởng chừng khó tin này đã được ban giám hiệu trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh biến thành sự thật. Đáng chú ý, thư viện điện tử của nhà trường gồm 6 mục là sách giấy, sách điện tử, sách nói, album ảnh, video clip và bài giảng điện tử. Về sách giấy và sách điện tử, nhà trường khuyến khích học sinh và giáo viên sử dụng làm tư liệu giảng dạy và học tập một cách khoa học. Ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động thư viện mang lại nhiều lợi ích quan trọng trong việc bảo quản, quản lý và truy cập tài liệu, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu và học tập cho giáo viên và học sinh nhà trường. Trước khi mà biết đến thư viện điện tử thì các nguồn dữ liệu học tập mà cháu tra thường là ở trên các trang mạng xã hội, thầy cô và trong sách vở. Nhưng mà một số trang mạng xã hội thường không chính thống, cho nên là vì vậy việc học tập của cháu khá là bị rối loạn. Nhưng sau khi mà đến với trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh và biết đến thư viện điện tử của nhà trường thì việc học đã được cải thiện rất nhiều, bởi vì tại đây có rất nhiều bài giảng online trực tuyến mà các thầy cô đăng tải với nhiều bộ môn khác nhau. Vì thế mà việc học tập của cháu đã được cải thiện đáng kể. Chuyển đổi số trong giáo dục là ứng dụng công nghệ kỹ thuật số và hệ thống thông tin trên môi trường Internet vào lĩnh vực giáo dục để nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập và quản lý giáo dục. Hiệu quả từ thực tế, trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh đã tích cực đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật công nghệ, tập huấn và bồi dưỡng đội ngũ ứng dụng tốt công nghệ số vào dạy học. Ngay từ đầu năm học, trường đã phát động một cuộc thi xây dựng bài giảng điện tử và thiết bị dạy học số và xây dựng cái thư viện điện tử của nhà trường. Để xây dựng cái thư viện điện tử, nhà trường có kết hợp một bên thứ ba để cung cấp cái phần mềm. Thì đến thời điểm này là đến tháng 4 thì cái thư viện điện tử của nhà trường được thầy cô và các em học sinh đón nhận rất là tích cực. Sử dụng hiệu quả thiết bị dạy học số và thư viện điện tử vào phòng học thông minh mang đến cho học sinh những trải nghiệm mới mẻ, thú vị, giúp các em tiếp thu kiến thức tốt hơn, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập
đồng thời góp phần giúp cho các em học sinh có cơ hội tiếp cận với những công nghệ hiện đại trong kỷ nguyên số. Sau 3 năm triển khai kế hoạch chuyển đổi số, thì một điều dễ nhận thấy nhất là cái kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin của các con là phát triển vượt bậc. Đấy, các con tự tin hơn và sử dụng công nghệ thông tin một cách rất là chủ động đấy, và sáng tạo. Về học tập thì các con với những bài giảng mà không thể nhìn thấy hoặc không thể trải nghiệm trong không gian thực thì qua kính thực tế ảo thì các con có thể là thấy một cách rõ nét, và từ đó giúp cho cái việc sáng tạo và hiểu bài của các con được tốt hơn. Đấy, và cái việc mà các con sử dụng chuyển đổi số, áp dụng chuyển đổi số vào trong học tập thì giúp các con mà sử dụng một cách tự tin và khai thác hiệu quả cái thư viện điện tử. Thư viện số cho phép người truy cập có thể tìm kiếm nhanh chóng các sách trong thư viện nhà trường với đầy đủ ảnh sách, tên sách, tác giả, nhà xuất bản, mã sách. Bên cạnh đó còn cung cấp các bài giảng, đề thi kiểm tra, bài tập, tư liệu có chất lượng của giáo viên nhà trường. Các tài liệu này đã được giáo viên nhà trường thẩm định đảm bảo chất lượng. 10.812 là số đầu sách hiện có của Thư viện Điện tử Trường Tiểu học Ngô Gia Tự. Từ năm học 2022-2023, Ban giám hiệu và cán bộ thư viện quản lý theo dõi đánh giá phong trào đọc sách của giáo viên và học sinh, quản lý nguồn tài liệu, tư liệu hiện có trong thư viện. Qua đó, phong trào đọc sách của giáo viên và học sinh của nhà trường được nâng cao, góp phần phát triển văn hóa đọc. Thư viện sách điện tử với cái tính năng ưu việt đó là tích hợp nghiệp vụ thư viện truyền thống và thư viện điện tử hiện đại. Thư viện số đã tích hợp cơ sở dữ liệu ngành để lấy những cái thông tin của giáo viên và học sinh để cấp mã thẻ cho giáo viên và học sinh. Bên cạnh đó thì thư viện cũng tích hợp với nệ website của nhà trường, do đó là giáo viên cũng có thể truy cập và tìm kiếm những cái tư liệu trên website. Thư viện điện tử được xây dựng trên nền tảng điện hóa đám mây, vì thế người dùng không cần cài đặt mà chỉ cần có mạng Internet thì có thể truy cập được vào thư viện số một cách rất là dễ dàng. Việc đầu tư hệ thống thư viện số theo thông tư 16 của Bộ Giáo dục và Đào tạo là hành trang để trường tiến tới mục tiêu đạt chất lượng kiểm định giáo dục chuẩn mức độ 2. Hệ thống thư viện điện tử trường được triển khai chính thức tại địa chỉ http://tiểuhocngogiatu.hb.thuviện.edu.vn. Trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây, người dùng chỉ cần có mạng Internet là có thể sử dụng được hệ thống ở bất cứ nơi đâu mà không cần cài đặt. Triển khai thư viện số nhằm quản lý tài liệu, đảm bảo tính thống nhất khoa học, giúp cán bộ thư viện, người phụ trách dễ dàng theo dõi mọi hoạt động và tình trạng của thư viện kịp thời. Ngoài ra, mỗi học sinh và giáo viên sẽ có tài khoản để đăng nhập và tìm kiếm nhiều nguồn sách trên trang thư viện số này. Với những tính năng thuận lợi, đăng nhập nhanh chóng, rõ ràng, có đầy đủ các học liệu cần thiết, thư viện số trường tiểu học Ngô Gia Tự đã thu hút được nhiều lượt truy cập và mang lại hiệu quả thiết thực cho giáo viên và học sinh. Theo thống kê, trung bình mỗi tháng có khoảng 1.000 lượt giáo viên học sinh vào thư viện để đọc sách và tìm kiếm tư liệu. Trong quá trình thiết kế bài dạy, tôi cũng có tham khảo một số các quyển sách cũng như là các video tải xuống các tài liệu dạy học hay tích cực để thêm vào các bài giảng của mình trên lớp. Còn đối với các em học sinh thì tôi luôn hướng dẫn các em sử dụng thư viện số để mà có thể hỗ trợ trong quá trình học tập, tìm tài liệu để viết văn hay là tham khảo các bài toán hay. Đồng thời là các em có thể sử dụng cái thư viện số này ở mọi lúc, mọi nơi. Bình thường thì đọc sách giấy con có thể phải đi đến thư viện để mượn. Còn khi có thêm cả trang web khi để đọc sách online thì con có thể làm việc đó ở bất kỳ đâu, kể cả khi ở nhà. Con cảm thấy các bạn lớp con rất là thích thú với trang web này. Khi được mượn sách như thế, con sẽ được học thêm một chút về phần tin học và con sẽ sử dụng tốt hơn khi thi học kỳ ạ. Chỉ cần chiếc điện thoại thông minh có kết nối Internet, sau đó quét mã QR code, giáo viên và học sinh có thể lựa chọn những cuốn sách mà mình ưa thích để đọc từ thư viện số của trường trung học cơ sở Vĩnh Niệm, quận Lê Chân. Thư viện số của trường trung học cơ sở Vĩnh Niệm được trang bị nhiều thiết bị hiện đại như hệ thống máy tính được kết nối mạng, phục vụ tra cứu sách, phần mềm thư viện số, máy quét mã QR. Thư viện số hỗ trợ giáo viên rất nhiều trong việc tìm kiếm tư liệu để bài giảng trở nên phong phú, sinh động, góp phần đổi mới phương pháp giảng dạy. Bên cạnh đó, giáo viên và tổ bộ môn cũng có thể chia sẻ tài liệu hoặc video bài giảng
để việc giảng dạy và học tập hiệu quả hơn. Sau 3 năm đưa vào sử dụng, công trình măng non thư viện số của trường Trung học cơ sở Vĩnh Niệm đã từng bước đạt được những kết quả đáng kể với số lượng tài liệu phục vụ cho các lĩnh vực từ nghiên cứu, học tập đến thư giãn giải trí lên đến gần 2.000 tài liệu. Các loại tài liệu đa dạng như sách, truyện, bài giảng, đề cương ôn tập, đề thi, các chuyên đề học tập với giao diện dễ sử dụng, tính phân loại cao, thư viện số của trường Trung học cơ sở Vĩnh Niệm dần trở nên quen thuộc với tất cả các bạn học sinh của nhà trường. Việc tìm kiếm tài liệu cũng trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn. Bằng việc hoạt động triển khai hiệu quả, thư viện số của trường đã nhận được sự quan tâm của toàn thể giáo viên và học sinh nhà trường, đưa việc đọc sách trở thành một thói quen tốt với tất cả mọi người. Chuyển đổi số trong hoạt động thư viện trường học là hướng đi mới trong chuyển đổi từ thư viện truyền thống sang thư viện điện tử, thư viện số, nhằm nâng cao năng lực hoạt động của các thư viện, hình thành mạng lưới thư viện hiện đại. Để nâng cao chất lượng hoạt động trong chuyển đổi số, Ban giám hiệu nhà trường chỉ đạo bộ phận thư viện xây dựng cập nhật tài liệu điện tử để phục vụ nhu cầu của giáo viên và học sinh theo hướng số hóa. Thông qua website cổng thư viện số, trường Trung học cơ sở Vĩnh Niệm, giáo viên và học sinh có thể truy cập vào bộ sưu tập sách điện tử đa dạng. Đây là những cuốn sách đã được kiểm duyệt nội dung, đảm bảo chất lượng, phù hợp với độ tuổi và trình độ của học sinh. Qua đây, giúp phát huy văn hóa đọc và kỹ năng học tập của học sinh một cách hiệu quả. Với cách tiếp cận sách thông qua các thiết bị thông minh mọi lúc, mọi nơi, tạo điều kiện cho chúng em tiếp cận nhanh chóng với tri thức. Đặc biệt, như ngày ôn thi sắp tới, tài liệu ôn thi được các thầy cô giáo chọn lọc, chia sẻ trên thư viện số, giúp chúng em có thể chủ động học tập, nghiên cứu bài tại nhà. Không chỉ thế, những lúc rảnh rỗi, chúng em có thể truy cập thư viện số để thư giãn với những cuốn sách hay, những câu chuyện ý nghĩa. Từ ngày có thư viện số, chúng em cũng trang đọc sách hơn và hiểu biết nhiều hơn về các lĩnh vực khác nhau. Trong thời gian sắp tới, em mong muốn các bạn học sinh tiếp tục tích cực truy tập vào thư viện số để đọc sách và tìm hiểu các tài liệu hữu ích phục vụ cho việc học tập và giải trí của bản thân. Em hy vọng thầy cô giáo và các bạn sẽ chia sẻ thêm cho chúng em nhiều nguồn tài liệu quý để hỗ trợ ôn thi vào 10 hơn ạ. Bên cạnh những hiệu quả mà thư viện số đem lại cho học sinh và giáo viên các trường, thì mô hình thư viện số cũng bộc lộ những khó khăn vướng mắc. Đường truyền Internet nếu mà không ổn định thì khi mà một lượng lớn giáo viên hay học sinh truy cập thì đấy cũng là một cái khó khăn đối với lại nhà trường. Cái thứ hai là về cơ sở vật chất thì hiện nay thì phòng thư viện chưa cái lượng máy để truy cập vào thì vẫn còn ít. Và cái thứ ba nữa là cái thư viện điện tử này thì có thể tích hợp liên thư viện. Thế nhưng mà hiện nay thì mới có một nhà trường có thư viện số, thì cái việc mà liên thư viện là chưa thực hiện được. Đấy, cho nên là cái việc mà trao đổi những cái tài liệu, tư liệu giữa các thư viện với nhau là nó còn hạn chế. Khó khăn lớn nhất là cái việc xây dựng cái văn hóa đọc cho học sinh. Đấy, và các con thì cũng phải cần nhiều thời gian để mà có thể tự xây dựng được cái văn hóa đọc sách. Có thư viện số, người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin theo nhiều tiêu chí khác nhau. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và nỗ lực của người dùng trong việc tìm kiếm tài liệu, số hóa tài liệu, cũng giúp thư viện đóng góp tích cực vào việc bảo tồn và phát triển văn hóa. Chuyển đổi số thư viện đã mở ra cơ hội tiếp cận tri thức và phát triển văn hóa đọc trong môi trường số. Đó là xu thế tất yếu đòi hỏi các trường cần nâng cấp. Thông qua thư viện, người đọc có thể dễ dàng tiếp cận tới các kho tài liệu khổng lồ, giúp việc phổ biến kiến thức, việc đọc trở nên thuận lợi hơn. Vì vậy, thư viện các trường vẫn tiếp tục được nâng cấp, phù hợp với xu thế chuyển đổi số, đáp ứng các nhu cầu của xã hội, góp phần thực hiện các mục tiêu mà ngành giáo dục đã đề ra. Chương trình chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng xin được kết thúc tại đây. Quý vị có thể xem lại chương trình trên ứng dụng THP On của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.